Mặc dù thời tiết nắng nóng, nhưng ngay từ đầu buổi sáng, rất đông các đoàn du khách đã đến thăm và dâng hương tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Năm nay, do được nghỉ liên tục 5 ngày, nên lượng khách đến Vũng Chùa, Đảo Yến tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch viếng mộ Đại tướng đông hơn rất nhiều so với các năm trước. Theo thống kê, trung bình mỗi ngày có khoảng 500 đoàn với trên 15.000 lượt người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc đến dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của người anh cả quân đội nhân dân Việt Nam. Để phục vụ và đảm bảo công tác an ninh trật tự cho người dân đến viếng mộ Đại tướng, thì ngoài đội an ninh Vũng Chùa của gia đình Đại tướng, Công an huyện Quảng Trạch và huyện đoàn Quảng Trạch đã điều động thêm lực lượng hướng dẫn người dân đến viếng mộ trang nghiêm và đảm bảo an toàn giao thông.